Này, mày biết điều gì trên đời này đòi hỏi kiên nhẫn nhất không? Điều gì? Để trái tim mình lựa chọn yêu một người đã từng tổn thương. Mày biết không, một người đã chịu quá nhiều tổn thương sẽ mãi mãi chui rút vào căn phòng bóng tối của riêng họ, tự nhốt mình trong cái quá khứ tràn ngập nước mắt. Việc lựa chọn yêu người ta cũng giống như là cố gắng dùng tay để nạy cánh cửa để bước vào che chở cho họ, dù mình biết là cánh cửa ấy đã khóa từ bên trong rồi. Ban đầu thì mình nghĩ mình đủ sức đó, nhưng càng cố thì tay càng đau đớn rồi rướm máu. Đến lúc này thì đa số lại bỏ cuộc, nghĩ rằng bản thân mình mãi mãi không thể kéo họ ra ánh sáng được, và rồi bỏ đi. Và người kia tiếp tục bị bỏ rơi trong bóng tối lần nữa. Đã chấp nhận yêu một người tổn thương là gần như phải chấp nhận thiệt thòi, cũng giống như việc bị nhốt vào căn phòng tĩnh mịch. Chỉ cần một cử chỉ, một lời nói vô tình của mình cũng khiến những ký ức đau buồn của người ta được gọi về. Đôi lúc thì mình có cố ý đâu, nhưng biết sao được, những ký ức ấy chả khác gì những con dao cứa lại vết thẹo đã tạm lành và khiến nó tiếp tục chảy máu. Và mình là người phải hứng chịu cảnh nhìn thấy người ta giãy giụa trong khổ đau mà không làm gì được. Rồi cũng có lúc mình thấy bất lực vì tự hỏi tại sao bản thân mình lại thua kém tình cũ của họ tới mức vô dụng đến vậy. Nhưng mình đâu dám nói, mình chỉ có thể cố gắng mỉm cười trấn tĩnh họ và lén lút giấu nỗi buồn vào trong. Rồi có những khi gặp những ngày mưa giông, hai đứa chạm cơn bão lòng bỗng chốc nặng nề với nhau. Mình cãi thì cãi, nhưng có bao giờ muốn buông tay. Còn họ thì lúc nào cũng trong trạng thái chấp nhận xa rời, như thể đó là một điều quen thuộc. Nhưng mình biết đã từ đầu chấp nhận yêu thì không thể nào để bản thân trở thành một nỗi ám ảnh tương tự quá khứ của họ. Và mình nén tất cả cái tôi lại để ở cạnh bên, dù không nghe được một câu làm hòa. Nhưng biết sao được, đó là sự lựa chọn của trái tim mày mà. Chối bỏ đâu có dễ đâu. Nhưng mày biết không, tao nhận ra là chỉ những người đã ở trong bóng tối dài lâu, họ mới biết trân trọng ánh sáng. Nếu như yêu một người bình thường, mình phải cố gắng rất nhiều điều, thì yêu một người đã tổn thương, mình chỉ cần một chữ chân thành là đủ. Không lừa dối, không phản bội, không đạp lên những vết thương đau và kiên nhẫn đợi chờ thời gian chứng minh. Thật ra trong tình yêu, chỉ cần một người chịu khó thắp đèn lên thì có tối tăm như thế nào vẫn nhìn thấy được hạnh phúc, dù ban đầu chỉ là le lói. Ngày xưa mình luôn nghĩ rằng sẽ đến một ngày nào đó mình tìm ra được nguồn sáng cho bóng tối bên trong mình. Nhưng đến khi mà trái tim biết đập đến mức mình không thể điều khiển được nó, mình lại quyết định trở thành nguồn sáng ấy cho một người khác. Ban đầu thì nghĩ điều đó còn thật nhiều hy sinh đấy, nhưng rồi một ngày bỗng nhận ra là nếu mình biết bật đèn cho một người mình thương thì ngọn đèn ấy cũng sẽ soi sáng cho chính bản thân mình. Nói cách khác, nếu mình có thể làm cho người ta hạnh phúc thì trái tim mình cũng bắt đầu yên vui. Để chữa lành trái tim của một người đã từng tổn thương rất khó, nhưng không phải là không thể. Bóng tối không thể xua tan bóng tối, chỉ có ánh sáng làm được việc đó thôi. Mình không thể trách móc, không thể đòi hỏi họ phải biết nhường nhịn mình. Mình chỉ có thể chữa lành họ được bằng yêu thương. Những người đã từng tổn thương, bản thân họ cũng đã gồng gánh quá nhiều. Cũng giống như những viên pha lê, họ sáng lấp lánh khi đặt dưới ánh sáng ban ngày, nhưng lại chìm đi khi trở về bóng tối. Và nếu như mình là một ánh đèn xứng đáng, thì họ lại tiếp tục trở nên sáng trong đẹp đẽ. Thế mày nghĩ tình yêu thật sự là gì? Là khi mày tìm ra bóng tối của một người và chấp nhận nó, và rồi lôi họ về lại với ánh sáng của hạnh phúc. Chào tất cả mọi người, thì đây là clip tụi mình dành tặng cho các bạn đang trong một mối quan hệ với một người đang chịu tổn thương. Và sau cùng thì tụi mình có một thông điệp muốn nhắn nhủ rằng không có tình yêu nào không có thể đẹp, chỉ có chúng ta mất kiên nhẫn mà thôi. À, và tất cả các bạn hãy đón chờ chương trình flash sale của Shopee dành cho tất cả các loại đèn trong ngôi nhà của mình nha. Tạm biệt tất cả mọi người.